Hiện tại là chị đang sinh sống ở đâu ạ? Hiện tại chị đang sống ở Mỹ. Ở Mỹ đúng không ạ? Là chị qua Mỹ được bao lâu rồi ạ? Chị về được 6 năm rồi. Ồ, 6 năm rồi ạ. Thế là cũng lâu ấy chứ. Thì là ở bên đấy là chị có dùng tiếng Anh để giao tiếp không chị? Chung chị đi làm nail á, cho nên À. trong tiệm thì khách của chị là người Mỹ, còn đồng nghiệp thì là người Việt Nam, nên chị nói tiếng Việt nhiều hơn, còn nói chuyện với khách này. Đấy, nó nói là khi chị có câu hiểu không không mà cũng không có trả lời lại với nó, không có nói chuyện với nó được nhiều, mình dùng ngôn ngữ hình ảnh là chủ yếu. Ok, em hiểu rồi. Thế thì em nghĩ là mục đích của chị học tiếng Anh bây giờ sẽ là để giao tiếp được với khách hàng của chị đúng không? Ok, được rồi. Thế thì em hỏi cái này nhé là ngày xưa ấy, chị có được học tiếng Anh không ạ? Hồi còn ở Việt Nam chị có đi học được vài tháng. Ok, thì là nếu mà chị tự đánh giá nhé thì chị thấy là cái trình độ tiếng Anh của mình đang ở đâu? Nếu mà chị tự đánh giá thì như là chị thấy đọc với là viết đó, thì chị đọc chứ viết được nhiều hơn, còn nói nghe nghe thì chị cũng nghe được, cũng tạm tạm, nói chung chị nghe chị cũng hiểu đó, nhưng mà nói chị không nói lại được. Không thì chị muốn nói Ok. đó thì chị không có cái không có đủ cái từ vựng, hay là không có không biết nói làm sao á. Vậy là Ok, im em luôn hiểu không nói. rồi. Ok, không, nhưng nếu thì em thấy là chị có một cái gì nhỉ? Cái điểm loại hơn những người học mới học tiếng Anh là tại vì là chị có đọc được với cả chị có viết được ấy, để cái đấy là cái loại của chị rất là tốt. Đó. Ok, được rồi. Vậy thì cái gì nhỉ? Ok, thì mục đích chị có thể đặt chị em chị có thể nói với em là cái mục tiêu hoặc là cái mong muốn khi chị học tiếng Anh là gì không ạ? Cụ thể để có trong quá trình dạy thì em chú trọng vào những cái điểm đấy hơn. Mục tiêu của chị hả? Đó Vâng. là tại vì sang năm là chị đang bảo lãnh ba mẹ qua, sang năm ba mẹ chị qua bên đây định cư ở với chị á, là ba mẹ chị thì không có biết tiếng Anh, cho nên mọi việc trong cuộc sống là chị phải take care ba mẹ hết. Dù nên đưa ba mẹ đi đâu đó thì chị cũng phải là người dẫn đi, và chị phải là người nói chuyện á, cho nên nếu mà chị muốn học để cho mình có thể nói một cách rất là cái bất cứ một cái đề tài gì trong cuộc sống chị cũng có thể nói được một cách như là lưu loát, trôi chảy, có thể là không trôi chảy lắm nhưng ít ra là chị cũng thể giao tiếp được với người ta, có thể hiểu và nói cho người ta hiểu được điều mình muốn nói gì đó. Ok, em hiểu rồi. Thế thì nói đơn giản thì là cái mục tiêu của chị là chúng ta phải giao tiếp được trong cuộc sống hàng ngày đúng không ạ? Ok, được rồi. Thế thì ok, một số thông tin cơ bản thì em nghĩ đã nắm được rồi. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu buổi học ngày hôm nay chị nhé. Ok, thế thì em sẽ hỏi chị một số câu hỏi cơ bản trước nhé. Ok, so first of all, what's your name? Tên của chị là gì? Đó. My name Liên. Ok, đúng rồi. And how old I'm are you? 36. Okay, good. And where do you live? Chị sống ở đâu? I live. Live in America. Okay, được rồi. Một số thông tin cơ bản thì em thử hỏi như thế xem là chị trả lời như thế nào. Thì chúng ta lại cùng nhau học cái học bài học ngày hôm nay. So here, chị đã có sách chưa ạ? Sách hả? Dạ vâng, sách học Chị có nhận được email, các cái giáo trình, các cái tài liệu nhưng mà chị chưa có in ra. ok, được rồi. Thế thì trong quá trình em giảng dạy nhé, thì nếu mà có chỗ nào chị thấy em nói nhanh quá hoặc có chỗ nào chị muốn em chậm lại hoặc là giảm, tức là chị muốn điều chỉnh tốc độ như thế nào thì chị có thể trực tiếp bảo lại với em nhé. Ok, được rồi. Đó, vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bài học ngày hôm nay. Unit 1 đó là Where are you from? Ok, và trong quá trình học thì những cái phần nào mà chị chưa biết thì chị có thể ghi lại chị nhé. Ok, thì đầu tiên với cái topic này, Where are you from? Chị có hiểu câu này có nghĩa là gì không ạ? Hiểu, chị hiểu. Ok, có nghĩa là gì chị Liên nhỉ? Là bạn từ đâu đến? Đúng rồi, bạn đến từ đâu này? Ok, và trong buổi học ngày hôm nay chúng ta sẽ có một số mục tiêu như sau. Thứ nhất là chị sẽ làm quen với chủ ngữ I và you. Thì hai chủ ngữ này chị đã biết chị ạ? Chị biết.
Ok, good. Tiếp theo là chúng ta sẽ làm quen thêm về trọng âm của từ. Tuy nhiên, em thấy cái phần này nó sẽ hơi khó với những cái người bắt đầu học ấy. Thì có thể em sẽ điều chỉnh sang đó là em nên dạy chị chuẩn hóa lại một số các cái âm mà người Việt thường hay phát âm sai. Đó thì cái này trong quá trình dạy em sẽ linh hoạt hơn. Ok, và cuối cùng thì chúng ta sẽ học thêm một số các từ vựng liên quan đến các đất nước. Ok, được rồi. Vậy thì chúng ta sẽ làm bài số 2 trước. Ok, thì đầu tiên nào, chị có thể nhắc em chúng ta có chủ ngữ ai có nghĩa là gì không chị nhỉ? Tôi Đúng rồi, ai có nghĩa là tôi này, you. bạn Bạn, ok, very good. Thì chúng ta sẽ được học đó là to be, đi với hai cái chủ ngữ này. Đó, đơn giản thôi. Ví dụ chị thường hay nói ai đi với gì chị nhỉ? am. Đúng rồi, I am very good. Chị có thể lấy em một câu ví dụ không ạ? Can you give me one Em Linh. example? Ok, good. I am Linh. Next, chúng ta có you sẽ đi với to be gì chị nhỉ? You are. Very good. You đi với are. Can you give me one You example? are my teacher. Ok, very good. You are my teacher. Ok, and you are my student. Ok, được rồi. Vậy thì em nghĩ là với cái bảng ở đây, với cái bảng ở đây đấy, đó là chị phải complete the table, tức là chị phải hoàn thành cái bảng dùng với chủ ngữ, dùng với to be là am và are. Đó, thì ok, chị chúng ta hãy cùng nhau làm chị nhé. Sarah, yes, câu đầu tiên nào, chị có thể thử đọc em câu đầu tiên được không? Em tham quan Carmen. Đúng from rồi. Spain. Ok, chị đọc em cả cái câu tôi đến từ Spain xem nào. Em from Spain. Đúng rồi, I'm from Spain. Nếu mà chị muốn nhé, phát âm hay hơn thì những cái danh từ riêng như thế này này, chị có thể đọc nó mạnh hơn. Đó, thay vì chúng ta bảo là I'm from Spain, nó rất là bằng bằng đúng không? Thì chị sẽ đọc thôi là I'm from Spain. Ok, so can you repeat? Chị thử đọc lại được không ạ? Em from Spain. Spain. Đúng rồi, very good. Ok, next, một câu hỏi mà em nghĩ có thể chị biết câu này. Đó là bạn đến từ đâu? Ok. Where are you from? Đúng rồi, where are you from? Ok, good. Next. Chúng ta có một câu hỏi có không ở đây. Có phải là bạn đến từ Sydney, có phải không? Thì theo chị nghĩ chúng ta đã điền gì ở đây? Đúng rồi. Ok, chị thì đọc cả câu nào. Are you from Đúng rồi, very good. Ok, trong với câu này nhá. Alo, chị có đang nghe rõ tiếng em không ạ? Có, chị có nghe. Ok, tại vì em thấy màn hình của chị đang hơi bị frozen, kiểu bị đơ một xíu ấy. Em sợ nó bị lag. Ok, và chúng ta có câu hỏi là Are you from Sydney? Đó, bạn đến từ Sydney có phải không? Chúng ta sẽ có hai cách trả lời. Nếu mà là có thì là gì chị nhỉ? Yes, I Đúng rồi, không thì là am. No, Very good. No, I am not. Very good. Ok, so now, chị đã đọc lại em toàn bộ cái bảng này được không ạ? So the first one, the first column. Sorry, the first row. Em tham em. I'm from Spain. And okay. Where are you Next. from? Okay. Are you from Sydney? Yes, I am. No, I am not. Okay, very good. Nói chung là về cái phần cơ bản này em thấy chị làm khá là tốt này. Vậy thì bây giờ nhá, đối với cái bài này em sẽ thử vận dụng với chị một xíu được không? Thì chị sẽ thử giới thiệu bản thân mình nhá. Ok, so first of all, what's your I am Linh. I'm from name? Việt Nam. Ok. Let's see. Thì ví dụ một người nào đó nhìn thấy chị đúng không? Thì chị trông kiểu khá là giống người Hàn chẳng hạn. Đó, thì người ta hỏi là Are you Korean? Are you from Korea? Chị sẽ trả lời như thế nào nhỉ? No, I'm not. I'm from Việt Nam. Ok, very good. Ok. So,
Ở đây nhá, nó sẽ có một cái chị lưu ý giúp em này, đó là chúng ta có trọng âm của câu. Ok, thế thì chị hiểu trọng âm là như thế nào nhỉ? Trọng âm là cái chỗ mà mình nhấn mạnh trong mấy câu á, Đúng rồi chỗ rồi, nó thế nghe chúng nhấn. very good. Thì chúng ta sẽ nhấn mạnh này. Chị có thể nhấn mạnh này, hoặc chị có thể kéo dài. Đó, làm thế nào để âm đấy nó rõ hơn? Đó, thì em sẽ lấy ví dụ một câu câu hỏi đi. Đó, nói chung là phát âm các từ đơn của chị khá là ổn rồi, khá là rõ ràng. Nhưng nếu mà chị muốn nói hay ấy, nói người ta nghe nó không bị dính từ, thì những cái danh từ riêng này, hoặc những cái danh từ chị muốn nhấn mạnh, chị phải đọc mạnh hơn. Ok chị ạ? Nào, chúng ta chị sẽ đọc lại đây em nhé. Are you from Sydney? Are you from Sydney, đúng rồi, ok, đó. Nếu mà là không nhá, thì là no, I am not. No, I am not. Ok, repeat. No, No, I am I am not. Đúng rồi, very good. Tại vì tinh thần, chị biết là tinh thần khi học tiếng Anh đúng không? Là người ta rất là tự tin, người ta rất là kiểu chắc chắn ấy. Là những cái âm khi họ nói ra cũng thế. Đó thì nó sẽ cần một cái sự rõ ràng như vậy. Ok. So that's for the first one. So now, let's move to the exercise 3 here. Okay, so now you will have to complete the conversation. Chị sẽ phải hoàn thiện cái cuộc hội thoại ở đây với or are. Ok. Thì bài này chị cần thời gian suy nghĩ không ạ? Hay là chị có thể làm luôn được ạ? chị có thể làm luôn được. Ok, được rồi. Thế thì chị đọc luôn từ câu đầu giúp em nhé. Ok, first Hello, I am Chen. one. Hi. Ok, cái này. Ok, cái này chị để ý giúp em một xíu nhé. Đó, chúng ta có là I am này. Viết tắt sẽ là gì nhỉ chị Liên nhỉ? Ok, đó. Thì người ta viết như thế nào chúng ta đọc chính xác như vậy. Ok, rồi chị đọc lại câu này giúp em nhé. Hello, Hello. I'm Jen. Chào. Đúng rồi. Hi. Hi, I am Oscar. Scar, Nice very to good. meet you. Ok, rồi chị cứ đọc đi ạ. Nice to meet Ok, you you. too. You too. Where are you from? Where? I am from Colombia. Đúng rồi, very good. Oh, where in Colombia? Đúng. From Bogota. Ok, good. Thì sẽ có một số đó, nói chung là về cái đoạn hội thoại này, chị có thấy chỗ nào em cần giải thích lại không ạ? Nói chung chị hiểu, hoạt động này thì chị Chị hiểu. hiểu. Ok, thì nó sẽ có một số những cái từ, một từ thôi, đây một từ thôi. Chị đã đọc lại từ này giúp em nhé, đó là từ nice. Nice. Ok, thì chị nhớ này, chúng ta có cái đuôi CE này. Đó. Ok, thông thường thì chúng ta đọc nó thành S, kiểu đọc thành S. Đó, thì chúng ta đọc là nice. 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 Em sửa chị cái này nhé. Tại vì nó liên quan đến âm cuối ấy. Đó, nếu mà chị đọc nhầm cái này đã chuyển thành số 9 rồi. Đó, sợ. Nào, chị đã kéo dài cái khẩu hình của mình ra như này. Này đó, sau đó là cái thở một hơi đấy. Ok, nào. Đúng rồi. Thì chúng ta hay là chị có thể ấy gần hơn là để em không nghe được cái tiếng đấy. Nào. Đúng rồi. Nào chúng ta nice. 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 Đúng rồi, very good. Đó, thì nhớ, chị nhớ nhá, cái đuôi CE này chúng ta thường đọc là gì nhỉ? Right, ok. Ok, em đã cho chị thêm một cái số ví dụ nữa để chị đọc nhé. Ví dụ chúng ta có my, con chuột đúng không? So, Mice. mice. Đúng rồi. Mice.
Đó, nữa này, Mai là con chuột đúng không? Chúng ta có nơi ở là gì nhỉ chị nhỉ? Đây, như thế này chị biết thế này không? Tìm đâu em, chị không À, em đang không biết. Ok, sorry, em quên mất. Đây, đây, chúng ta có mice này, là con chuột này. Thế từ này nữa, nơi ở, nơi trốn đúng không? Chúng ta đọc là gì nhỉ? Place. Đúng rồi, place. Đó, ok. Thì chị nhớ cái đuôi này chúng ta đã đọc là... Ok, đó. Thì đến nay trở đi chị cứ thấy từ nào có đuôi này chị nhớ đọc âm cuối như thế nhé. Ok, được rồi. Thế thì là chị thử đọc lại cho em cái câu rất vui khi được gặp bạn nào. Nice to Đúng rồi, very good. Ok, next nào. Thế thì em nghĩ chị có thể làm nhanh cái đoạn này đúng không? Ok, so let's get Hello, I am Kaysa. started. Hi, I am Peter. Nice to meet you. Very good. Where are you from? I am from Poland. Okay. Are you from Warsaw? No. Warsaw. I'm not. I'm from Gdańsk. Gdańsk. Không biết tập đọc Okay. sao. Thực ra đây là một cái tên riêng của một cái ngôn ngữ khác nên là có thể chị không đọc đúng cái này không sao. Ok, very good. Thế thì bây giờ nhá. Sau quá trình mà chị đã sửa đã được một số âm đúng không thì chị sẽ nghe lại cái đoạn này để chúng ta có thể quên cái tai chúng ta với cái phát âm đúng của nước ngoài. Ok, so here. Sydney. One. Ok, thì em sẽ bật luôn cả phụ đề dưới nữa để chị có thể hình dung cái từ đấy đọc như thế nào chị nhé. Ok, can you hear the DVD. sound? Can you hear the sound? Tức là chị có nghe thấy âm thanh không ạ? Có chị có nghe. Ok, thì Two. ok, thì nó sau này nếu mà em hỏi câu đấy nữa thì chị có thể trả lời là yes, I can hoặc là no, I can't. Đó, tức là chị có thể nghe thấy này hoặc là chị không thể nghe thấy. Đó, thì em sẽ hỏi lại nhé. So, can you hear the sound? Yes, I can. Okay, very good. Chocolate. Wait, it's not. Conversation one. Hello, I'm Janet. Hi, I'm Oscar. Nice to meet you. You too. Where are you from? I'm from Colombia. Oh, where in Colombia? From Bogota. Conversation two. Hello, I'm Kasia. Hi, I'm Peter. Nice to meet you. You too. Where are you from? I'm from Poland. Are you from Warsaw? No, I'm not. I'm from Gdansk. Okay, so yeah, that's for the conversation. Okay, so now let's get back to the to the exercises here. Chúng ta sẽ quay lại với cái phần bài học ở đây. Next, chúng ta đã chuyển xuống phần vocabulary, tức là về phần từ vựng này. Thì ở đây nhá, thực ra là chị sẽ không, chị có đang nhìn thấy màn hình quyển sách của em không ạ? Có thì có nhìn thấy. Ok, thì thực chất là chị sẽ không cần phải nhớ hết tất cả những cái tên ở đây, tại vì nó sẽ là một số, nó tên thủ đô của một số nước ấy. Tuy nhiên, những cái nào mà phổ biến, ví dụ khách hàng của chị hay đến từ đấy này, thì chị có thể nhớ. Đó. Ok, so em đã kiểm tra một xíu nhé. Đầu tiên, chúng ta có number one, thủ đô này, Moscow. Chị có biết là của nước nào không ạ? Thế là của nước nha. Đúng rồi, Moscow là thủ đô của nước Nga. Vậy thì chị có thể ghi vào nước Nga, chúng ta có tiếng Anh là Russia. Russia. Thì ok, nào chúng ta đọc không? Đó. Em nghĩ chị nên ghi, tại vì nếu mà chị không ghi thì em sợ bị quên mất. Ok,
Thì chị muốn ghi trong buổi học ngày hôm nay hay là sau buổi học em tổng hợp, em tổng hợp lại rồi chị ngồi ghi ạ? Cái nào tiện cho chị thì chị thực hiện thôi ạ. Thôi, để chị ghi lại cũng được. Ok, em có thể ghi luôn cái phát âm của chị ở đây. Phát âm đây cho chị dễ hiểu nhé. Thì chúng ta đã đọc từ này là Russia. Here. Russia. Đúng rồi. Và chúng ta có trọng âm là vào âm đầu tiên. Russia. Russia. Ok, trọng âm đầu tiên chị đọc cái âm đấy thật là mạnh nhé. So, Russia. 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 Đúng rồi. Ok. Về cái trọng âm này chị sẽ không phải lo, tại vì đây là một cái phần mà chúng ta phải luyện rất là nhiều thì chúng ta mới quen được. Nhưng có điều bây giờ từ sau trở đi ấy, nếu mà thầy cô mà bảo chị là trọng âm ở đâu ấy thì chị có thể gạch chân hoặc là đánh một cái dấu phẩy ở trên cái âm đấy này để chị biết. Sau này chị nhìn vào cái đấy là âm đấy là chị đã đọc âm đấy nó mạnh hơn. Ok, được rồi. Next chúng ta có Beijing. 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 Đúng rồi, very good. Beijing. Beijing. Okay, let's see. Do you know where Beijing is? Yes, I do. Okay, so where is Beijing? Okay. Beijing in Trung Quốc là gì ta? China. China. Đúng rồi. Nào, chị đã đọc lại cả câu nhé. So, Beijing is in China. Yeah. Beijing is in China. China. Okay, very good. Next, we have like London. London. Okay, and where is London? London is in nước Anh là British. Nước Anh là gì? Okay. Thực ra cái nước Anh ấy về cái thể chế chính trị với cả là cái phân chia những cái tên nước nó sẽ hơi khác một xíu. Thì để chung nhất chị có thể nói lại London is in UK. UK. London in UK. In UK. UK. Okay. Cái này chị viết em thêm cái này nhá, em bị quên mất. Chúng ta có là in the in the UK. In the UK. Đúng rồi. Đó. Giống như là nước Mỹ đúng không? Thì chúng ta có là the US. America hoặc là the USA. USA. Right? Okay, that's true. Okay, next. We have like Brazil. So, where is Brazil? Can you guess? Brazil. Brazil is in Brazil. Oh, very good. It's in Brazil. Brazil. Okay. Cái âm ồ này, chị có được học trong cái buổi test chị ạ? Thế là chúng ta phát âm cái âm ồ nào ấy? Có, chị có học trong buổi test âm ồ rồi. Đúng rồi, đó thì chị nhớ là chúng ta vận dụng nhá. Tại vì cái âm này ấy, nó là một cái âm rất là đặc và phổ biến của tiếng Anh luôn. Đó, nếu mà chúng ta không đọc thì nó sẽ dễ bị nhầm cái từ. Đó thì chị sẽ đọc lại âm này giúp em nhé. So, lưỡi để ở trên răng trên. So, đúng rồi. So, Brazil. 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 Okay. Can you repeat? Brazil. Ok, đúng rồi, cần được rồi đó. Đó, thì riêng về phát âm chị cứ luyện nhiều thì tự nhiên cái cơ ghi nhớ được cái vị trí của cái âm đấy. Đó thì chị sẽ dần dần nó sẽ quen thôi. Ok. Good. Brazil is in Brazil. And next, we have Washington, D.C. Washington, D.C. Washington, D.C. is in USA. Ok, very good. Washington, D.C.
is in the USA. Oh, next, we have a very famous city. Một thành phố rất nổi tiếng, đúng không? Okay, so we have Brooklyn. Brooklyn. Okay. So, chị có biết Brooklyn ở đâu không ạ? Berlin, chị nghĩ là nước Đức. Đúng rồi, thế thì chúng ta có nước Đức nhé, sẽ là Germany. Germany. Ok, nào chúng ta nhắc lại nào. So, Germany. Germany. Ok, để em viết cái cách đọc ở đây chị dễ hình dung nhé. Ok, và chúng ta sẽ có đây. Chúng ta sẽ có trọng âm ra vào âm đầu tiên rồi âm chưa. Ok, cái âm này thì chị sẽ chu môi nhé. Nào, Germany. 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 Đúng rồi, very good. Đó, mọi. Repeat, Germany. Germany. Ok, very good. So, where is Berlin? Berlin is in Germany. Okay, Germany, very good. Okay, hai cái thủ đô cuối này. So we have, chúng ta làm cái dễ chứ nhé. It's Rome. Okay, so where is Rome? Rome is in Italy. Okay, very good. So here. Now, repeat, Rome is in Italy. Rome is in Italy. Italy, okay, very good. Okay, và cuối cùng nào, tôi không biết là chị có biết cái thủ đô này không, có điều nó có thể là hơi lạ một xíu. Chúng ta có Ankara. Okay, đây là thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ. Đó. Ok, thì nếu mà chị có khách đến từ Thổ Nhĩ Kỳ đó là Turkey. Đó. Ok, thì chị thử hoàn thành câu em một câu nào đó là Ankara. Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara is in Turkey. Very good. Ankara is in Turkey. Ankara is in Turkey. Ok, good. Ok. Ok, thì đối với phần này chị có câu hỏi hay là có thắc mắc gì không ạ? Ok, ok rồi đúng không ạ? Vậy thì chúng ta, đó thì chúng ta đã thực hiện xong cái bài ở đây. Đó là thực chất là chị phải nối. Nhưng có điều em muốn là thay vì việc chị nối không ấy, em muốn là chị phải hoàn thành câu. Đó thì chúng ta đã thực hiện xong cái bài này. Và stress chúng đã ok xong rồi. Đó, và cả cái này nữa. À không, à, cái này thì đây để em đổi lại một xíu nhé. Ok, nào chúng ta nếu mà như vừa nãy em vẫn hỏi chị đúng không là Berlin ở đâu, các cái thủ đô ở đâu, thì nếu bây giờ chị có một khách người ta bảo là I'm from Beijing, sorry I'm from China đó, đúng không, thì chị có thể hỏi người ta là mình đoán trong đầu, mình tạo cuộc trò chuyện đúng không, bạn đến từ Beijing phải không, right, thì chị đã hỏi như thế nào nhỉ? Are you from Berlin? Are you from Beijing? Beijing. China là Beijing. Còn nước Đức là Berlin. Hai từ đó có giống. Ok. Em biết rồi, chị nhầm cái từ Berlin ở bên Germany đúng không? Ok. Đó, ví dụ ở đây. Ví dụ là customer. Đó. Đó như thế này đúng không? Em chỉ có thể mở thêm một câu chuyện là Are you from Beijing? Thì lúc đấy chị nghĩ là khách có thể nói là có hoặc không đúng không? Thì ok. Nào, chị yes, thử đoán nào. I am. Yes, I am. Đó. Ok. Thì có một cái chị lưu ý giúp em nhé. Cái này chị có thể ghi vào những cái âm, những cái chữ cái như này. Trong tiếng Anh ấy, thì chúng ta đã đọc là chữ. Chữ.
Đó, tức là nó sẽ hơi giống chữ trò một tí. Hơi giống, tức là chị vẫn phải chu môi này. Đó, đó. So, Beijing. Beijing. Chu môi lại. Beijing. Đúng rồi, đó. Beijing. Ừ, ok. Ví dụ nhá, em đồng ý chị thêm một số ví dụ nữa này. Ví dụ chúng ta có niềm vui đúng không? Đây, là cái tên này. Đó, thì chị cứ nhìn thấy là chị đã nhớ là chúng ta chu môi. Rồi chúng ta đã đọc là joy. 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 Đúng rồi. Joy. Joy. Ok, very good. Đó. Ok. Next, chúng ta chuyển sang phần viết này. Thì em nhớ là chị có bảo là chị có thể viết được đúng không? You can write. Right? Vậy thì chị nghĩ là khi chị nhìn vào bài này nhé, chị sẽ nhìn những cái câu nào chúng ta có từ viết hoa. Đó, tức là chữ viết hoa, tức là capital letters. Đó, capital letters thì là chữ viết hoa. Đó, thì với những cái câu ở đây, chị đã nối cho em vào những cái mục đích sử dụng ở đây. Hello? Ừ, chị không có thấy cái câu nào hết á. Chị thấy em không à? Có giới thiệu. Em nghĩ chắc bị lag một xíu. Ok, can you see it now? Giờ chị thấy chưa? Bây giờ chị thấy rồi. Ok, yes, I can. Good. Đó, thì exercise 5 là chị sẽ phải underline the capital letters. Tức là chị sẽ phải gạch chân những cái chữ viết hoa. Em nghĩ cái này nó rất là dễ với chị rồi. Đó, thì chúng đã chuyển sang phần B luôn. Là chị sẽ nối cho em dùng những cái mục đích chúng ta viết hoa để làm gì. Đó, ví dụ nhé. Câu đầu tiên đúng không? Chúng ta viết hoa tại vì đây, the name of a person, tức là tên của người, thì chúng ta phải viết hoa đúng không? Thì có câu A và câu B này, right? So next we have a country. Can you repeat? Chị nhắc lại nào. A country. A country. Ok, là gì nhỉ chị nhỉ? Là tên của quốc gia, tên của đất nước. Đúng rồi, a country thì là đất nước này. Ok, thì chị nghĩ là chúng ta sẽ có câu nào ở đây nhỉ? Are you from Italy? Ok, very good. And? No, I'm American. I'm from Washington, D.C. Ok, very good. I'm from, cái từ Washington nhé, chị đọc em. Washington. Tại vì âm đầu tiên nhận trong âm. Washington. I'm from, đúng rồi, very good, Washington, D.C. Washington, D.C. Okay, good. Next, a city. A city. Là thành phố. Đúng rồi. Thực ra ở đây có những câu chị có thể lặp lại được. Hi, I'm from Washington D.C. I'm from Washington D.C. đúng không? Là câu D. Okay, good. And number 4. I. Thì hầu như câu nào ở đây có I là chúng ta cũng biết hoa đúng không? Right. Yes. Okay. Cái này thì em nghĩ khá là dễ rồi. Ví dụ như chúng ta có A, gì nữa chị nhỉ? Anything else? I'm Tony Ferrari. Đúng rồi, I'm Tony Ferrari. I'm American. Very good, I'm American. Yes, I am. Đúng rồi, yes, I am. This F. And number 5, the first word in a sentence. Chắc là hết liền đó em, A, B, C, D. That's true. Okay, yes. A to F. And the last one is, okay, now so we have nationalities. Nationalities. Okay, sẽ viết cái đầu ở đây cho chị nhé. Nationalities.
Thì chị hiểu từ này nghĩa là gì ạ? Là quốc tịch. Đúng rồi, đó. Okay. So, nationalities? No, I'm American. Okay, very good. Good. Okay. And, okay. Thực ra bài này em nghĩ là rất là... Chị nghĩ bài này có kiểu là có dễ được với mình không? Thì em có thể giao bài này về nhà để chị tự viết. Tức là chị đã đổi những cái từ nào viết hoa. Đổi những cái chữ nào mà cần viết hoa thì chúng ta viết hoa thôi. Thì cái này chị đã làm ở nhà chị. Okay. And so we still have time. Chúng ta vẫn còn thời gian. Thì em đã cho chị nghe lại một cái bài mà ngay từ đầu em đã không cho nghe. Tại vì em sợ nó có thể overload được với mình. Thì bây giờ nhá. Okay, so let me see. Okay, so now we have exercise one. Chị phải làm gì nhỉ? Nói. Listen. Nói với người với cái nước là cái thành phố. Okay, đấy là phần B rồi. Phần B thì đúng là chúng ta sẽ nghe đúng không? Và sau đó chúng ta đối cái người đấy với tên thành phố, với thành phố, với cả đất nước của họ. Đấy. Tuy nhiên cái phần đầu tiên thì là gì? Nó sẽ dễ hơn đấy. Phải nói listen. 1 đến 3 đến với hình A và C. Đúng rồi, ok. Đơn giản là gì? Chị nhìn thấy đâu là 1, 2, 3 ở đây thì chúng ta điền cái bức tranh phù hợp ABC. Ok, so are you ready? Yes, I am. Ok, so let's get started. Unit 1. Recording 4. Recording 1. Okay, can you hear the sound? Yes, I can. Okay, good. One. Hello, I'm Diana. Hi, I'm Carmen. Nice to meet you. You too. Where are you from? I'm from Spain. Oh, where in Spain? From Madrid. Okay, so number one is? C. Okay, very good. And next. 2. Hi, I'm Tom. Hi, I'm Katie. Nice to meet you. You too. Are you from Ireland? Yes, I am. Oh, where in Ireland? From Dublin. B. Okay, very good. Yes, it's B. And the last one is? A. 3. Okay. Hi, I'm James. Hello, I'm Steve. Nice to meet you. You too. Where are you from? I'm from Australia. Oh, are you from Sydney? No, I'm not. I'm from Melbourne. Unit 1. Recording 2. I'm Carmen. Okay, very good. So now, let's see. Chúng ta sẽ thử cùng nhau một cuộc hội thoại như vừa rồi chị nhé. Okay, so đầu tiên là chúng ta sẽ thử, chúng ta sẽ chào hỏi trước nhé. Okay. Recording 1. 1. Hello, I'm Diana. Hi. Okay, now, em sẽ dẫn dắt đi nhé. Okay, so, hello. I'm Alina. Okay. Hi. Hi, I'm Lynn. Okay. I'm Lynn. Lynn or Lynn? Lynn. Tên tiếng Anh của chị đúng không ạ? Tiếng không tiếng Việt là Lynn. Lynn.
Okay, do that. I'm Carmen. Nice to meet you. Okay, and nice, em sẽ bảo là nice to meet you. Okay, thì chị sẽ đáp lại như thế nào nhỉ? You too, where are you from? Okay, đúng rồi. Chị lại dẫn dắt thêm câu chuyện được đúng không? Where are you from? I'm from Vietnam. Oh, are you from Hanoi? Oh, very good. I'm sorry. Oh, yes, I am. Okay, đó. Nếu một cái cuộc hội thoại đơn giản, nói chung thì chúng ta có như thế này thôi. Let's see. Ok, em sẽ viết vào trong đây để chị nhìn rõ hơn. Và sau này khi mà chị học về sau ấy, chị sẽ có càng thêm nhiều câu hỏi để chúng ta có thể giao tiếp nữa. Thế thì trong cái câu này nhá, nếu chị là Bi đúng không, thì chị muốn hỏi thêm câu gì nữa nhỉ? Chị không biết. Ok, chị có thể hỏi là bạn thích điều gì ở Hà Nội đúng không? Hoặc bạn thích điều gì ở Việt Nam? Right? Đó, ok, thế chị có biết câu hỏi bạn thích cái gì chúng ta hỏi thế nào không ạ? What do you like? Đúng rồi, very good. Thế bây giờ chị hỏi là bạn thích gì ở Hà Nội? Sao? What do you like in Hanoi? Và em sẽ trả lời là gì? Sorry here. I love bún chả in Hanoi. Và em sẽ tiếp tục, em đã hỏi chị là where are you from? Okay. Đó, thì lúc này chị có trả lời như thế nào nhỉ? I'm from Vietnam, true. Oh. Okay. Thực chất là hai con người Việt Nam thì chắc người ta sẽ không có câu cuộc hội thoại này. Okay. Để chúng ta kéo vào nhé. Ví dụ chị có thể trả lời là chị đến từ Trung Quốc hoặc đến từ Beijing được không ạ? Đó. Thì để có thì em có thể giới thiệu thêm đúng không? Thật, I'm from China. Oh, I'm from China. Okay. Are you from Beijing? Yes, I am. Okay. And wait. I'm from China. Are you from Beijing? Yes. I am. Em sẽ hỏi là gì? What do you like in Beijing? Okay. I like the bed. Bịt bay Bắc Kinh. Dạ. Cái món bịt bay Bắc Kinh tiếng Anh là gì? Okay. Thế thì chúng ta có là gì? I like Beijing. Beijing duck. Beijing duck. Okay. Okay. Thực ra nó sẽ là một cái món ăn truyền thống của bên Bắc Kinh ấy. Em tra xem nó có đúng như thế này không. Beijing duck. Okay. Cái tên chính xác của cái món này ấy, nó sẽ là Peking duck. Peking duck. Đúng rồi, tại vì nó sẽ có một cái tên riêng kiểu như món phở ở Việt Nam ấy, chúng ta đã gọi như là phở. Đó. Ok, đó. Thì đây cũng là một số cách để chị có thể gợi mở cái cuộc trò chuyện khi mà chị sau này chị cần được dùng để giao tiếp. Ok. Được rồi, vậy thì trước khi kết thúc buổi học ở đây ngày hôm nay, em sẽ tổng hợp lại một số những cái phần mà chị đã được học nhé.
Ok, chị có nhìn thấy cái trang ấn viên đây không ạ? Có, chị thấy. Ờ, đúng rồi. Ok, được rồi. Đầu tiên nhá, sẽ một số liên quan đến phát âm. Ok, thì chị sẽ nhớ cho em là những từ đa số nhá. Các từ kết thúc. Chị có nhớ là em bảo cái kiến thức nào không nhỉ? Đa số những từ kết thúc bằng đuôi. Đúng rồi. Thì chúng ta sẽ đọc là S. Đúng rồi. Ok, chị có thể lấy em một số ví dụ được không ạ? Nice. Nice, ok. Trong câu nice, nice to meet you. Nice to meet you. Anything else? Mice. Đúng rồi, từ con chuột đúng không? Mice. Ví dụ chị bảo là tôi ghét chuột, đúng không? Thì chúng ta thấy đó là gì nhỉ? I hate mice. Mice. Okay, very good. Okay, and next, chúng ta có placed, đúng không? Ví dụ trong câu như là nhà là đôi yêu thích của tôi chẳng hạn, đúng không? Đó, thì chị có thể bảo là gì? Home is my favorite place. Đó. Ok, thực ra sau này nếu mà chị học thêm ấy thì chúng ta thường có những cái từ kiểu chúng ta dùng đặt tự nhiên hơn. Ví dụ favorite sau này chúng ta dùng thay bằng go to. Những cái điều cái đấy thì sau này học thì chị sẽ biết hơn. Đó. Ok, good. Còn nữa đúng không? Đó là những chúng ta có chữ cái này. Thì khi đọc chị sẽ phải gì? Chu môi, đúng không? Nó sẽ đọc hơi giống đúng rồi, âm chờ. Đó. Thế là chị có cần phải ghi lại không em hay là sao? Thực ra phần này em sẽ gửi lại cho chị. Đó thì chị nhớ về để chúng ta đọc lại và chúng ta luyện tập chị nhé. Ok. Đó thì cái âm thực ra nếu mà học đúng ấy thì nó sẽ like 2/3 âm chờ với cả 1/3 âm trực. Nhưng có điều thôi, tại vì là thực chất là khi chị thấy người nước ngoài cái nói hơi chưa chính xác chúng ta vẫn hiểu được mà, đúng không? Đó. Ok. So let's see, em sẽ lấy chị một số ví dụ nhé. Chúng ta có từ đi bộ đi. So we have jog. Đúng rồi. Công việc thì là gì chị nhỉ? Jog. Đúng rồi, jog. Jog. Ok. Yes. And ví dụ chúng ta có nữa là gì? Ok, từ này đúng không? Beijing. Beijing. Ok, good. Và thêm một cái nữa, đó liên quan đến trọng âm. Thì chị nhớ là hôm nay em dạy chị là trọng âm của câu. Tức là những từ cần nhấn mạnh. Nó có đây là gì? Thường ấy, nó sẽ là danh từ. Đúng không? Hoặc động từ. Đó. Hoặc tính từ. Đấy. Đó, thì chị sẽ phải làm gì nhỉ? Chị phải nhấn mạnh hoặc cái dài. Đúng rồi, very good. Ok, can you give me one example? Chị lấy em một ví dụ được không ạ? I like peking duck. Ah, ok, đúng. I like peking duck. Ok, thế thì cái từ này đúng không? Cái món ăn chị thích ấy, đó thì chị có thể đọc mạnh hơn. Nó kiểu đọc càng mạnh thì nó càng rõ ràng ấy. So, I like peking duck. I okay. Like peking duck.
peking duck. Okay, one more time. I like peking duck. Okay, very good. Đó. Thì khi mà chị đọc nó rõ như thế thì cái âm tự nhiên của mình nó rõ ràng ra, nó sẽ không bị dính âm hay là sau này nó giọng của chị nó không bị mỏng nữa. Đó. Okay, very good. Và thêm một số từ vựng đúng không? Chúng ta có vocab. Những từ vựng liên quan đến đất nước này, country. Okay, thì chị có thể tự nhớ lại em mà những cái từ mà chị đã được học hôm nay được không? UK. Đúng rồi, the, chị nhìn có the nhé. The UK. The UK hay là the UK? Chúng ta đọc là the UK. The UK. Okay, đúng rồi. So, can you give me one example? Chị lấy em một ví dụ được không ạ? Germany. Germany? Germany. Okay. Em đang bảo chị lấy em một cái ví dụ liên quan đến từ the UK. Lấy ví dụ câu với từ the UK á hả? Đúng rồi ạ. London is in the UK. Very good. London is in the UK. Okay, next. Một từ nữa chị đã học nè. Turkey. Turkey. Okay. Turkey. Chính là nước. Thổ Nhĩ Kỳ. Đúng rồi, Thổ Nhĩ Kỳ. Và cái này cũng mở rộng thêm thôi, nó kiểu một cái phân phát ấy. Đó thì Turkey ngoài có nghĩa là Thổ Nhĩ Kỳ, nó còn có nghĩa là vịt quay. Gà Tây. Con gà Tây. Đúng rồi, con gà Tây đó, Turkey. Đó, một cái món rất là nổi tiếng vào cái lễ tạ ơn, đúng không chị? Đó, Thanksgiving. Sắp tới Thanksgiving. Sắp tới lễ tạ ơn ở bên chị ạ? Đúng rồi. Tuần sau là lễ tạ ơn. Ok, thế thì đây, em cũng giới thiệu thêm. Chúng ta có lễ tạ ơn là gì cho chị nhỉ? Thanksgiving. Very good, Thanksgiving. Ok, next, chúng ta có nước nước là gì nhỉ? China. No, China is like, is the, no, Beijing is in China, but Berlin is in Germany. Berlin is in Germany. Okay, vậy thì chúng ta có Germany là nước gì nhỉ chị nhỉ? Nước Đức. Very good. Và chị cũng biết luôn đúng không, chúng ta có Berlin thì là thủ đô của nước Đức. Ok, cái này chị sẽ không để nhầm với từ Berlin với từ Beijing nhé. Hồi nãy chị nhầm. Ok, thêm một cái nữa nào, đó là nước Nga. Russia. Very good, Russia. Và thủ đô của nước Nga là gì chị nhỉ? Moscow. Very good, Moscow. Moscow in Russia. Đúng rồi, it's in Russia. Okay, và cái này em cũng mở rộng thêm thôi. Đó là chị biết từ thủ đô là gì không ạ? Capital. Đúng rồi, thì chị có thể bảo là Moscow is the capital of Russia. Đó. Ok, đây, em sẽ viết vào đây luôn. Moscow is the capital of Russia. Ok, và cuối cùng, nó sẽ là một cái conversation mà chị đã được học. Đó, cái này thì nó vừa có kiến thức ở trong lớp nữa, mà vừa có kiến thức mà em mở rộng bên ngoài luôn. Đó, ok. Thì với phần này nhá, em sẽ gửi lại vào trong Zalo cho chị, để chị về chị có thể ôn, được không ạ? Ok, và về phần homework nhá, thì em có
Nhờ giáo viên chủ nhiệm gửi cho chị các bài tập ấy, thì chị nhớ là chúng ta phải làm cả homework nữa để chúng ta có thể quen cả cách đọc lẫn cách viết, với cả là có thời gian để chị practice lại thì kiến thức nó mới đi vào cái bộ nhớ dài hạn được. Đó. Ok, được rồi. Thế thì trước khi em kết thúc buổi học ở đây ngày hôm nay, chị có câu hỏi gì không ạ? Ok, thế thì chị thấy buổi học hôm nay có, chị có ví dụ chị có muốn sau này em ví dụ giáo viên đứng lớp ấy, thì chị muốn là đẩy nhanh tốc độ này, hay là giữ tốc độ như thế này, hay là có như thế nào, chị muốn góp ý không ạ? Em có thể đi nhanh hơn một chút cũng được. Nhưng cái ví dụ như những cái nào đơn giản chị đã biết rồi thì có thể đi nhanh hơn, còn những cái mà chị chưa biết thì chị chạy chậm chậm. Nhưng mà quan trọng là em không biết cái nào mà chị biết, cái nào chị chưa biết, cho nên thôi cứ vậy bình thường. Ok, được rồi. Nói chung là cứ dạy với tốc độ như thế này là ok rồi đúng không chị? Ok, được rồi. Đó, thì em hy vọng là từ đây trở đi là chị có thể là học tiếng Anh như buổi hôm nay. Em thấy là chị học rất là nhiệt tình và rất là hiểu bài nữa. Đó, thì chúng ta chỉ cần thêm một cái là cố gắng sau khi học chúng ta sẽ luyện tập nhiều hơn, để thứ nhất là phát âm chúng ta chuẩn hơn, với cả là để chúng ta quen dần hơn và những kiến thức sẽ được học. Đó. Ok, thế thì em nghĩ là chúng ta sẽ kết thúc buổi học ở đây chị nhé. Ok, được rồi, chúng ta sẽ một câu tạm biệt kia chúng kết thúc buổi học, đó là ok, so see you next time. I'll see you next time. Okay, so goodbye and see you next time. Goodbye, see you next time. Okay, thank you for joining for joining me today. Thank you for this segment today. Okay, so goodbye. Bye.